Tổng Trọng qua đời và trách nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, kẻ phá bĩnh quá đà. Từ lâu, truyền thông nhà nước Việt Nam đã có ca ngợi Tổng Trọng là người đốt lò vĩ đại gắn với chiến dịch chống tham nhũng do ông phát động từ sau đại hội lần thứ 12. Nhận định về di sản của ông Nguyễn Phú Trọng, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một nhà phản biện đang sống ở Hà Nội, đưa ra nhận xét. Di sản của ông Trọng là một người tham quyền, cố vị, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, còn công cuộc đốt lò là hoàn toàn thất bại. Tờ báo Vietnamnet vào ngày 19 tháng 7 đã giới thiệu bài viết với tựa đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc trọn đời vì nước, vì dân, của ông Đại tướng Tô Lâm. Giới quan sát nhận xét, đọc kỹ bài viết của ông Tô Lâm dễ dàng nhận thấy, Chủ tịch nước cũng tránh không nói nhiều về công cuộc đốt lò của Tổng Trọng. Bài viết chủ yếu nhấn mạnh về hệ tư tưởng, về chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền của ông Trọng. Điều đó hoàn toàn phù hợp với đánh giá của công luận. Đa phần các ý kiến đều thống nhất rằng, trong gần 3 nhiệm kỳ trên cương vị của Tổng Bí thư, ông Trọng đã thất bại toàn tập trong công cuộc đốt lò, chống tham nhũng và công tác nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Trọng càng chống thì tình trạng tham nhũng càng tràn lan và phát triển như nấm mọc sau mưa. Quy mô tham nhũng thì tăng cả về chức vụ, cấp bậc quan chức bị xử lý, cũng như mức độ nghiêm trọng về số lượng tài sản tham nhũng thất thoát. Sau đại hội lần thứ 12, khi công cuộc đốt lò được khởi động, các vụ án của Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng với số tiền thiệt hại do tham nhũng lên đến con số khủng khiếp, vài chục hay vài trăm tỷ. Vậy mà sau 8 năm, các đại án như chuyến bay giải cứu, đại án Việt Á, tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An cũng có số tiền hối lộ lên tới hàng chục triệu đô la. Cho đến gần đây, các vụ án đình đám như tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB của bà trùm Trương Mỹ Lan với số tiền thiệt hại hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng, chỉ riêng số tiền chuyển lậu ra nước ngoài đã lên tới hàng tỷ đô la. Theo giới quan sát, đó chỉ mới kể đến cái việc phát lộ, vẫn còn đó nhiều vụ án khủng khiếp hơn, giá trị thiệt hại hàng trăm ngàn hoặc lớn hơn nhưng chưa được phép công bố. Lâu nay, chính quyền Việt Nam đang nỗ lực đánh bóng tên tuổi để xây dựng một hình ảnh Tổng Trọng rất thanh liêm và trong sạch. Nhưng cách đây hơn 20 năm, khi còn là bí thư thành ủy Hà Nội, ông Trọng được cho là đã dính vào một vết chàm rất lớn, đó là hồ sơ sai phạm và làm thất thoát đến 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội. Theo bài viết, nhà nước thiệt hại 3.000 tỷ đồng do quyết định duyệt giá đất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội của báo Tuổi Trẻ vào năm 2006 là một quyết định của Hà Nội khi duyệt giá thu tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị Nam Thăng Long sớm hơn 16 ngày với việc công báo giá đất theo luật đất đai, mà ngân sách nhà nước đã bị thiệt hại tới 3.000 tỷ đồng. Được hưởng siêu lợi nhuận này là một nhà đầu tư bất động sản nước ngoài, tập đoàn Siputra, và đổi lại, nhờ quyết định vừa kể trên, các lãnh đạo của Hà Nội đã nhận được những khoản quả biếu trên mức tình cảm với giá trị khổng lồ. Vấn đề quan trọng hơn công luận muốn biết là tại sao vụ án Siputra được Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ động khơi lại trong những ngày cuối đời của Tổng Trọng. Điều đó có liên quan gì đến thái độ số đông các lãnh đạo cấp cao của Đảng? Phải chăng họ đã bày tỏ sự bất bình vì ông Trọng có ý ngồi lì, không chịu rời bỏ chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực? Giới quan sát cho rằng đây là một động thái cho thấy một đòn đánh chết người quá đà trong sự tính toán của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm gây sức ép buộc Tổng Trọng phải chủ động rút lui trước Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 năm 2024. Điều vừa kể có tác động hay ảnh hưởng gì đến cái chết của Tổng Trọng hay không, đến nay vẫn là một câu hỏi đang bị bỏ ngỏ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng qua đời và trách nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, kẻ phá bĩnh quá đà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Tô Chủ tịch phá lệ vội công bố tin tối mật Tổng Trọng qua đời? Tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đầu năm 2024
được cho là có nhiều diễn biến không tốt. Nhưng tin ông Trọng qua đời mới đây do chính quyền công bố vẫn là một điều bất ngờ. Theo giới quan sát, đầu năm 2024, Tổng Trọng đã vắng mặt trong 2 tuần liên tiếp. Vào thời điểm đó, ông Trọng được cho là có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Nhiều đồn đoán cho rằng ông đã phải nhập viện. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 1, Tổng Trọng bất ngờ xuất hiện trở lại tại phiên họp khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội khóa 15 đã dập tắt được các tin đồn. Sau cuộc họp của trưởng tiểu ban nhân sự đại hội 14 diễn ra vào ngày 13 tháng 3, Tổng Trọng lại tiếp tục vắng mặt trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024, kể cả trong lễ tuyên thệ nhậm chức của hai tân tứ trụ là Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông Trọng vẫn không hề xuất hiện ở những sự kiện quan trọng này. Phải đến cuộc họp các lãnh đạo chủ chốt vào chiều ngày 12 tháng 6, Tổng Trọng mới xuất hiện trở lại lần nữa với trạng thái sức khỏe khá bình thường. Lần cuối cùng, ông Trọng xuất hiện trong sự kiện hội đàm với Tổng thống Nga Putin chiều ngày 20 tháng 6, để rồi sau đó, ông vĩnh viễn ra đi. Liệt kê những điều vừa kể trên cho thấy, ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ thời gian để chuẩn bị hậu sự cho ông Trọng một cách chu đáo và không cập dập như thế trên truyền thông. Chỉ riêng trong ngày 18 tháng 7, xuất hiện hàng loạt các diễn biến quan trọng như công bố các thông tin liên quan đến sức khỏe của Tổng Bí thư, Bộ Chính trị ra thông báo giao cho Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Tổng Bí thư chỉ đạo công tác trong nội bộ Đảng. Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, công bố quyết định và lễ trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư tại Quân ủy viện 108. Nhưng việc Bộ Chính trị và Chủ tịch nước Tô Lâm vội vã cho công bố thông tin Tổng Trọng đã qua đời vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 vẫn là điều bất thường. Nghĩa là chỉ sau có 4 tiếng đồng hồ kể từ khi ông Trọng chút hơi thở cuối cùng thì thông tin tuyệt mật này đã được chính thức công bố. Đây là việc làm trái với các quyết định số 440 vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 và quyết định 1295 vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế. Theo đó, những vấn đề liên quan đến sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng đều thuộc danh mục tối mật. Công luận đã câu hỏi là vì sao Bộ Chính trị và Chủ tịch Tô Lâm lại phá lệ, vội vàng công bố tin tối mật Tổng Trọng qua đời sớm đến như vậy với ý đồ gì? Vẫn theo giới quan sát, từ đầu năm 2024 đến nay, tình trạng lộ các thông tin từ nội bộ của Đảng đã trở thành một vấn nạn trầm trọng. Bởi điều này khiến thông tin từ bên lề trái, từ mạng xã hội luôn đi trước thông tin của báo chí nhà nước Việt Nam. Đây là một trong các lý do buộc chính quyền Việt Nam phải sớm công bố tình trạng của ông Trọng với lý do đây là một tin rất quan trọng, không thể giữ bí mật được nữa, nhưng có lẽ đã bị lọt lộ ra ngoài từ trước. Hơn nữa, cách truyền thông nhà nước đưa tin theo kiểu giấu đầu hở đuôi như tặng huân chương sao vàng hay hoãn các sự kiện chính trị lớn ở tỉnh Quảng Trị vì lý do kỹ thuật, vân vân. Mối quan hệ được cho là cơm không lành, canh không ngọt giữa phe quân đội và Chủ tịch Tô Lâm là vấn đề được cho là nghiêm trọng, không thể không nhắc tới. Cũng có ý kiến đặt câu hỏi rằng tại sao ban lãnh đạo Đảng không tuân thủ theo nguyên tắc mà điều lệ Đảng đã quy định. Theo đó, thường trực Ban Bí thư, tức là Phó Tổng Bí thư sẽ thay thế cho Tổng Bí thư để mà điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho đến lúc Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp bất thường. Dẫu biết rằng quyền lực và ảnh hưởng hiện nay của Tô Lâm và phe cánh thì rất mạnh mà thường trực Ban Bí thư Lương Cường không thể vượt qua. Điều này được giới phân tích cho rằng hậu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một giai đoạn bất ổn của chính trường tại Việt Nam có liên quan đến quyền lực của Chủ tịch nước Tô Lâm, một ứng viên nặng ký cho chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vì sao Tô Lâm phá lệ vội công bố tin tối mật Tổng Trọng qua đời. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de